đạo diễn Thanh Nhân, ca sĩ Ngọc Sơn và dàn sao Việt hội ngộ trong ngày giỗ tổ nghề. Chiều mùng 7 tháng 9, nhiều văn nghệ sĩ của showbiz Việt đã có mặt tại một địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh để tham gia lễ cúng tổ nghề. Theo đạo diễn Huỳnh Phúc, Thanh Nhân chia sẻ, buổi lễ cúng tổ nghề thu hút khoảng 500 anh em nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật hội tụ như MC Thanh Bạch, ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Mỹ Lệ, ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Lâm Vũ, ca sĩ Akira Phan, MC Quỳnh Hoa, mắt ca Phùng Thế Phi, DJ Quang Trần, DJ Mười Event. Nữ đạo diễn cũng tiết lộ, để thực hiện lễ cúng tổ nghề trang trọng, quy tụ được đông đảo mọi người, chị đã phải ấp ủ kịch bản trong gần một năm trời. Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân còn khiến cho ngày lễ tổ nghề thêm nhiều màu sắc bằng các tiết mục nghệ thuật khác nhau. Mở đầu cho chương trình là tiết mục phụng cúng dân tổ của vũ đoàn Én Việt, liên khúc Dòng máu Lạc Hồng, Dòng thời gian của Nam Đen. Tiếp theo đó là phần trình diễn nhạc điện tử các ca khúc đang hot trong giới trẻ như Bên trên tầng lầu, Ai chung tình được mãi, Vì mẹ anh bắt chia tay, Đế Phương, Xem như em chẳng may. Liên khúp nhạc nước ngoài như Despacito, Fredrik, Animal cũng được làm mới lại khi phối cùng nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Là một trong những nghệ sĩ có mặt tại sự kiện, ca sĩ Ngọc Sơn chia sẻ, Ngọc Sơn chưa bao giờ tham dự một lễ giỗ tổ nào hoành tráng và sôi nổi như thế này. Qua bàn tay sản xuất rất nhiều chương trình chuyên nghiệp trong và ngoài nước, đạo diễn Thanh Nhân đã làm cho buổi lễ cô đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng mọi người đến dự. Hot girl trứng rán Trần Thanh Tâm, mọi người đừng hạ thấp nhân cách tôi. Đến lượt Trần Thanh Tâm cũng vướng vào những tin đồn tiêu cực liên quan đến đường dây bán dâm 360 triệu của tú ông Lê Hoàng Long và cô đã phải lên tiếng đính chính. Vừa qua, showbiz Việt và cộng đồng mạng sôi sục trước thông tin tú ông Lê Hoàng Long bị bắt. Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự xác định y đã giới thiệu hai người đẹp có tên là T, H và T. Cô đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam để bán dâm. Theo thông tin ban đầu, hai người này đều là ngôi sao hạng A, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi Hoa hậu. Lê Hoàng Long khai nhận, hai người đẹp nói trên sẽ được chi trả khoảng 360 triệu đồng cho mỗi lần bán dâm. Chính vì thông tin úp mở về hai nhân vật T và T, H đã khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán khắp các diễn đàn tìm kiếm danh tính hai người đẹp này. Rất nhiều đồn đoán và suy diễn vô căn cứ đã được gán cho những người đẹp có tên viết tắt là T và T, H. Không tránh khỏi bão dư luận, hot tiktoker Trần Thanh Tâm cũng là một trong những nhân vật được tréo tên là một trong hai người đẹp nói trên. Lý do được đưa ra là mặc dù hoạt động với tư cách người mẫu, diễn viên, tiktoker nhưng tài năng của Trần Thanh Tâm không được nhiều người đón nhận và cách đây không lâu, cô đã tham gia Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 và lọt top 30 chung cuộc. Hàng loạt bài đăng của hot girl trứng rán phủ nhận tin đồn liên quan ồn ào Hoa hậu bán dâm đang được nhiều người bàn tán. Trần Thanh Tâm đính chính trên trang cá nhân, em không biết gì luôn á, đang chạy deadline mệt xỉu mà cứ bị dính vào tin đồn gì đâu không à. Được biết, hiện tại Thanh Tâm đang tập trung học hỏi và trau dồi để làm tốt công việc MC tại đài truyền hình. Tuy nhiên, vì những hiểu lầm không đáng có này mà tâm trạng của cô bị ảnh hưởng không ít. Dưới phần bình luận, nhiều người đã an ủi Trần Thanh Tâm và mong cô có thể đứng vững trước sóng gió. Cô cũng trả lời lại và chia sẻ khá là buồn và bị sốc trước những thông tin này. Hot girl trứng rán cho biết bản thân cảm thấy bị xúc phạm về mặt danh dự, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần vì là tuýp người vô cùng nhạy cảm. Ở bài đăng mới nhất, Trần Thanh Tâm chia sẻ, mong đây là lần cuối em bị dính vào những thông tin thế này. Mọi người có thể chê bai ngoại hình em, nhưng đừng hạ thấp nhân cách em qua những câu chuyện trái pháp luật, ngược đạo lý như thế à. Sau quyết định giải nghệ, cuộc sống diễn viên Chi Bảo Giờ ra sao? Sau hơn một năm thông báo tạm ngưng sự nghiệp nghệ thuật, Chi Bảo Giờ trở thành doanh nhân và có cuộc sống hạnh phúc. Hồi tháng 5 năm 2021, diễn viên Chi Bảo bất ngờ thông báo giải nghệ sau 25 năm cống hiến cho nghệ thuật. Trước đó, Chi Bảo là tài tử nổi tiếng thập niên 2000, thường xuyên xuất hiện trong các phim truyền hình ăn khách. Sau hơn một năm tạm dừng làm việc trong làng giải trí, cuộc sống Chi Bảo đã có nhiều biến chuyển. Chi Bảo là nam diễn viên nổi tiếng, bạn diễn của nhiều mỹ nhân V-Bix trong 25 năm. Chi Bảo bắt đầu theo đuổi sự nghiệp từ năm 1994, nam diễn viên theo học tại lớp đào tạo diễn viên của câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất. Từ đây, anh quen nghệ sĩ Hữu Châu và được mời tham gia một số vở kịch trên truyền hình. Tên tuổi Chi Bảo bắt đầu có tiếng tăm khi tham gia phim Hương Đời, Người Đẹp Tây Đô. Năm 1997, anh được chọn diễn xuất trong phim truyền hình dài tập Đồng Tiền Xương Máu và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Bên cạnh đó, anh còn góp mặt trong loạt phim đình đám như Những Đứa Con Thành Phố, Người Đàn Bà Yếu Đuối, Bến Sông Trăng và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt thập niên 1990-2000. Vào năm 2000, Chi Bảo thử sức ở lĩnh vực điện ảnh khi tham gia Để Muốn, Khi Đàn Ông Có Bầu, Võ Lâm Trường Kỳ. Bên cạnh đó, Chi Bảo còn được biết đến với vai trò là một người dẫn chương trình. Trải qua thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật, đến tháng 5 năm 2021, Chi Bảo bất ngờ thông báo, cho phép Chi Bảo nói lời từ biệt kết thúc với vai trò là một diễn viên, một người nghệ sĩ. Đây có lẽ là một nghề nghiệp mà Bảo may mắn có được trong đời. Ở tận đáy lòng, Chi Bảo thầm cảm ơn vũ trụ đã giao nhân duyên cho Chi Bảo được khoác lên mình chiếc áo và cuộc sống đầy màu sắc của người nghệ sĩ. Chi Bảo không nhớ đã bao lần rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cho từng thân phận đời người qua những thước phim. Chi Bảo làm doanh nhân, có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ. Vào năm 2004, Chi Bảo từng cho ra mắt trang web chuyên bán đồ cho nam giới.
Đồng thời, nam diễn viên cũng là người đứng tên nhiều doanh nghiệp du lịch có quy mô tiền tỷ tại Côn Đảo, Vũng Tàu, Đắk Nông. Vì thế, sau khi giải nghệ, Chi Bảo dành nhiều thời gian để phát triển công việc kinh doanh. Về chuyện tình cảm, sau khi đứt gánh giữa đường với Hồng Loan, Chi Bảo hẹn hò cùng doanh nhân trẻ kém 16 tuổi Lý Thùy Trang. Vợ thứ ba của Chi Bảo có mối quan hệ đáng ngưỡng mộ với con riêng của chồng. Đầu năm 2021, quý tử Chi Bảo vừa giành được học bổng du học Anh, nhất vì chủ yếu sinh sống tại nước ngoài. Vào năm 2021, Chi Bảo và Lý Thùy Trang đã công khai đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp. Tính đến thời điểm hiện tại, Chi Bảo và Thùy Trang đã có hơn một thập kỷ từ hẹn hò đến trở thành gia đình của nhau. Bởi lẽ cặp đôi đã có thời gian dài tìm hiểu và làm bạn bè trước khi quyết định yêu nhau. Đến tháng 1 năm 2022, Chi Bảo và Thùy Trang chào đón con trai nhỏ chào đời, nam diễn viên hạnh phúc khi được lên chức sau 21 năm. Thời gian gần đây, Chi Bảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ đến với công chúng. Lùi về sau hào quang showbiz, giờ đây nam diễn viên là bố bỉm đích thực khi dành hết thời gian để chăm sóc con trai cùng vợ. Nhất từ nhà Chi Bảo được nhận xét có dung mạo giống hệt bố, còn bé xíu nhưng đã rất lanh lợi và tự tin tạo dáng trước ống kính.